Một video mới và cũng là một cái dòng sản phẩm mới muốn gửi đến toàn thể anh em, đặc biệt là anh em đam mê bẫy cò, bẫy vạc và bẫy diệc, thì hôm nay sẽ đưa đến cho anh em về một trong những cái mẫu keo mà bán chạy nhất trên thị trường. Và để nhận biết cái dòng keo nào là dòng keo chuẩn thì anh em hãy đón xem một xíu video. Đấy, bên shop sẽ phân tích rất là kỹ để anh em có thể phân biệt được. Và hiện tại mẫu keo này sẽ có giá trên thị trường là bao nhiêu? Thì bên em sẽ báo giá cụ thể để anh em nắm bắt được nhé. Hiện tại thì bên em đang cung cấp đến toàn thể anh em đến hai mẫu keo. Đấy, hai mẫu keo. Một đó là mẫu keo dạng trong suốt như thế này. Đấy, đây là keo dạng trong suốt. Keo này thì giúp anh em đánh nắng mưa đánh thoải mái. Đấy, đánh dời nắng dời mưa đều được. Nó có dạng màu trắng như thế này và rất là đặc đặc xịt luôn. Đấy, anh em nhìn nhé. Đây là keo. Keo này là keo loại 1. Đấy. Vì trên thị trường nó có cái dòng keo rất là loãng, anh em chưa đánh, chưa quấn vào que nó đã chảy đi mất rồi. Và thêm một cái dòng keo nữa, đây là cái dòng keo mới mà năm nay bên shop mới cập nhật. Đó là cái dòng keo chịu nhiệt. Dòng keo này thì nó có sẽ có màu hơi đục đục ngả vàng. Đây, có anh em nhìn rõ hai cái màu keo. Đấy. Đây, hai cái màu keo này nó có một sự khác biệt. Màu keo đục hơn này nó sẽ tăng cái khả năng chịu nhiệt cho anh em. Ví dụ anh em đánh dưới cái thời tiết mà nắng rất là to, bốn mấy 50 độ chẳng hạn, thì anh em hãy sử dụng mẫu keo này. Đấy, và ngược lại thì mẫu keo này nó sẽ ít cái khả năng mà có thể chịu đựng nước hơn là cái mẫu keo trắng này. Đấy, có hai mẫu keo, đây là mẫu keo trắng này, còn đây là mẫu keo ngả vàng. Một cái để đánh nắng mưa, còn một cái thì chủ yếu đánh trời nắng to. Anh em có thể phân biệt và thấy phù hợp với cái nhu cầu vùng miền của mình. Đấy, đánh keo nào thì anh em có thể mua cho mình đúng cái mẫu keo mình cần nhé. Đấy, bên mình thì có cung cấp thêm cho anh em cả cò xốp mồi. Đây, cò xốp mồi hay là cò mồi giả đây. Dưới dạng cò xốp thân cứng và cổ dẻo, 20.000 đồng một con nha anh em nhé. Đấy. Và cái mẫu keo này là mẫu keo chất lượng tốt nhất mà hiện nay. Đấy, một hũ keo như thế này là bên cơ sở đang đóng là 1 kg. 1 kg. Còn hũ này sẽ là hũ 2 kg. Đấy. Ví dụ như anh em có thể đong đo đếm, ví dụ 1 kg anh em có thể quấn được khoảng 1.200 đến 1.400 que nang. Đấy. Và keo này chỉ cần anh em đậy kín như thế này là anh em có thể sử dụng rất là nhiều năm. Anh em để năm này qua năm khác, vụ này qua vụ khác, cứ 3 đến 5 năm anh em để thoải mái, miễn sao là đậy nắp kín vào như này thì cái mẫu keo này nó rất là bền và nó không bị chuyển biến màu. Đấy, chất lượng không thay đổi. Thì đấy là cái dòng keo mà bên cơ sở đang cung cấp và muốn gửi đến toàn thể anh em bẫy cò. Đấy. Anh em khi mua số lượng xỉ lẻ thì bên em cũng sẽ báo số lượng xỉ lẻ cho anh em nhé. Anh em mua bao nhiêu thì hãy cứ báo trực tiếp với cơ sở sẽ báo trực tiếp giá cho anh em. Và tất nhiên khi mà hàng tới tận tận nơi anh em sinh sống thì anh em sẽ được quyền kiểm tra chất lượng keo, sau đó thì anh em mới phải trả tiền. Đấy. Và rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ trong những dòng sản phẩm mới mà bên cơ sở đang cung cấp cho toàn thể anh em. Và rất là mong tiếp tục sẽ được đưa đến cho anh em những cái dòng sản phẩm săn bẫy khác. Anh em nhớ hãy ấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và ủng hộ những cái video clip về những cái dòng sản phẩm săn bẫy khác nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.